Chị có định dụ dỗ anh Trường Giang tham gia mùa sau không? Chắc không, mà anh không dám chơi đâu. Có muốn dụ dỗ không được. Thiệt sự, anh không bao giờ anh dám chơi. Lúc mà Phương nói là anh ơi em tham gia chương trình sao nhập ngũ, anh nói là ủa em bị điên hả? Ủa em sao vậy? Bây giờ đang sướng mà tự nhiên khổ gì vậy em? Đó là câu anh nói đó. Nhưng mà anh luôn ủng hộ Phương và cũng cảm ơn anh là cái người đã luôn ở bên cạnh động viên Phương. Em cảm ơn chị. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Chương trình mà họ nói rằng khi cái chương trình mà họ biết được rằng cái giới hạn của bản thân mình nó nhiều như vậy, nên là Phương cũng xây dựng được. Rồi, xin được cảm ơn Huy Đăng.
chia sẻ của bọn và xin chúc cho Thiên Anh trong những trải nghiệm sắp tới chia sẻ nhận được nhiều sự chia sẻ quý vị khán giả ơi, thì Thiên Anh sẽ vào bên trong một chút để chút xíu nữa mình sẽ cùng theo dõi Thiên Anh trong buổi phỏng vấn nha. Là cái người đã luôn ở bên cạnh động viên hơn. Yeah, em cảm ơn chị.